lời nói đạo lý của Tô Lâm và phản ứng của xã hội. Vào ngày 31 tháng 10, tại hội trường Quốc hội, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư đã nói như sau. Bộ máy cồng kềnh kìm hãm sự phát triển, ngân sách đang chi gần 70% để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ cho hoạt động. Nếu điều hành ngân sách như vậy sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển. Việc khó khăn tăng lương vì phải chi đến 80-90% ngân sách cho bộ máy, như vậy không còn tiền để làm việc khác. Vì thế phải tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bộ máy cồng kềnh sẽ kìm hãm sự phát triển, có bộ, ngành quản lý nhưng không rõ chức năng, nhiệm vụ, không phân cấp cho địa phương, phải xin cho, hỏi mãi không trả lời, mất thời gian. Sau lời phát biểu của ông Tô Lâm, xã hội đã có rất nhiều phản ứng trái chiều. Có người cho rằng nếu doanh nghiệp nào mà chi đến 70% doanh thu để trả lương cho bộ máy quản lý thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ phá sản. Cho nên việc bộ máy chính quyền chi đến 70% ngân sách để mà trả lương mà vẫn tồn tại thì phải tìm cách phi chính thống để mà moi tiền. Ví dụ như nghĩ ra đủ loại thuế phí, tăng thuế xếp cổ dân hay vay mượn nước ngoài rồi đổ hết những khoản nợ đấy lên đầu thế hệ tương lai. Lại có ý kiến cho rằng việc tinh gọn bộ máy chính quyền là cần thiết. Không có quốc gia phát triển nào lại tồn tại song hành hai bộ máy, một bộ máy nhà nước và một bộ máy của đảng. Ở các nước tiến bộ, đảng phái chính trị không được hưởng ngân sách nhà nước mà phải tự vận động để có nguồn thu. Tuy các nước dân chủ có nhiều đảng phái nhưng không đảng nào gặm nhấm nguồn ngân sách quốc gia. Nhưng ở Việt Nam, bộ máy đảng lại tự cho mình cái quyền dùng tiền thuế của dân để chi tiêu. Muốn tinh gọn bộ máy, trước hết phải dọt bỏ bộ máy của đảng. Ngoài ra, các tổ chức xã hội do đảng lập ra được xem là cánh tay nối dài của đảng, không đóng góp được gì cho xã hội nhưng lại ngốn một nguồn ngân sách khổng lồ. Loại tổ chức này có thể kể ra như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, vân vân, và còn rất nhiều hội đoàn như vậy. Như thế thì muốn tinh giảm bộ máy chính quyền thì việc dẹp bỏ bộ máy đảng, dẹp bỏ các hội đoàn do đảng lập ra sẽ tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách, đất nước sẽ có tiền nhiều hơn để mà phát triển. Đấy là chưa kể đến sự cồng kềnh của bộ máy nhà nước hiện nay. Một đất nước có GDP gấp 10 lần Việt Nam như Nhật Bản mà chỉ có một phó thủ tướng, trong khi Việt Nam thì có đến 5 phó thủ tướng. Tương tự như vậy, ở cấp bộ có rất nhiều thứ trưởng, không chỉ cấp trung ương, cấp địa phương cũng không hề thua kém. Như vậy, muốn tinh gọn bộ máy chính quyền, bước 1 là phải loại bỏ bộ máy của đảng, bước 2 loại bỏ các hội đoàn ăn bám, bước 3 mới là tinh gọn bộ máy hành chính. Đấy mới là cải cách triệt để. Nhưng liệu ông Tổng Bí thư Tô Lâm có dám thực hiện hay không? Bộ máy nhà nước cồng kềnh kém hiệu quả, bộ máy đảng thì ăn lương tiền thuế của dân nhưng lại dùng quyền lực để mà siết cổ dân. Các hội đoàn cũng ăn lương của dân nhưng lại thực hiện vai trò tay sai cho đảng và gây rất nhiều cản trở cho đời sống dân sinh. Một dân tộc phải gánh trên mình bao nhiêu gông ách như thế thì liệu dân tộc đó có thể giàu mạnh được hay không? Ông Tô Lâm cũng như những tổng bí thư khác vẫn chỉ biết nói đạo lý suông, nghe thì hay nhưng chỉ để tạo tiếng vang về một tổng bí thư trăn trở cho đất nước. Tuy nhiên trên thực tế có lẽ ông sẽ không có bất kỳ hành động nào để thực hiện, bởi nếu tinh gọn bộ máy thì động chạm đến chén cơm của bầy sâu trong đảng và sẽ gặp phải sự chống đối mà Tô Lâm không muốn đối diện. Ông Tô Lâm chỉ cho dân ăn bánh vẽ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Lời nói đạo lý của Tô Lâm và phản ứng của xã hội. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Trăm năm trồng người theo lời Bác, giáo dục như bãi rác. Vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, tờ báo Việt Nam Express đăng bài khoảng 80% du học sinh tự túc không về nước. Thông tin cho biết do thu nhập cao, đãi ngộ tốt nên khoảng 70-80% du học sinh tự túc ở lại nước ngoài làm việc sau khi học xong theo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
Theo báo cáo, số người Việt du học tăng đều các năm bằng nhiều con đường, ước tính hiện nay có trên 250.000 người. Tính riêng diện tự túc mỗi năm tăng khoảng 10.000 người. Còn nhóm theo học bổng ngân sách nhà nước hoặc do nhà nước tài trợ có khoảng 6.800 người. Trong giai đoạn 2017-2022, trong đó có trên 80% ở Nga và Hungary. Thực tế, không thể chối cãi có đến 80% người ta đã chọn con đường ở lại sau khi du học. Vậy 20% trở về để cống hiến hay vì không thể tìm được chỗ đứng trong xã hội ở các nước đã phát triển? Đa phần ý kiến cho rằng nếu được tuyển dụng ở nước ngoài thì không ai muốn về cả. Nguyên nhân là đãi ngộ trong nước không tốt chỉ là một phần rất nhỏ. Phần lớn hơn là do bất công trong môi trường làm việc và bất an trong đời sống xã hội. Trong lĩnh vực công, con ông cháu cha thì thiếu kiến thức, kém năng lực nhưng lại được ưu tiên. Du học sinh trở về dù có giỏi đến mấy cũng chỉ được làm chuyên viên hoặc trợ lý, chịu sự lãnh đạo của những kẻ ngu dốt hơn. Người dốt cai trị người giỏi là thực tế ở Việt Nam hiện nay. Trong lĩnh vực tư nhân, doanh nghiệp muốn phát triển thì phải hối lộ quan chức để được bảo kê cho làm bậy. Do đó, kể cả doanh nghiệp tư nhân cũng không cần người giỏi quản lý, chỉ cần người gian manh liều mạng. Du học sinh được hưởng thụ nền giáo dục khai phóng và chính trực ở nước ngoài làm sao có thể chịu được môi trường làm việc xấu đến như vậy. Chưa kể khi bị phanh phui thì cấp trên thường đổ lỗi cho cấp dưới và cấp dưới là người lãnh đạo. Ở Việt Nam, doanh nghiệp làm ăn chân chính thì không phát triển nổi, do đó khó khả năng họ đủ tiền để trả lương cho những người tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Nếu du học sinh trở về tự mở kinh doanh doanh nghiệp thì cũng khó mà tồn tại cho được. Còn một lý do khác khiến du học sinh không trở về, đó là người dân dùng con đường đi du học để mà tị nạn. Đầu tư cho con du học mỗi năm tốn khoảng 1 tỷ đồng, học hết 4 năm tương đương 4 tỷ đồng, tức là khoảng 160.000 đô la Mỹ. Sau khi ra trường thì xin việc làm để tìm kiếm cơ hội định cư. Giá đầu tư này rẻ hơn rất nhiều so với đầu tư mua quốc tịch trung bình khoảng 2 triệu đô la Mỹ mà chưa chắc đã mua được. Vào tháng 3, Sở Giáo dục tại Úc thông báo dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh đến bậc học phổ thông công lập. Đây là phản ứng của nước ngoài trước tình trạng du học sinh Việt Nam trốn học ở lại làm việc bất hợp pháp. Những du học sinh này mượn con đường du học để mà tị nạn bất hợp pháp trên đất nước của họ. Mặt khác, các bậc cha mẹ cho con đi du học là muốn con họ thoát khỏi sự nhồi sọ của nền giáo dục Việt Nam, bởi nền giáo dục này không giúp cho học sinh có khả năng phản biện và có chính kiến riêng của mình. Học sinh giỏi Việt Nam chủ yếu là giỏi tầm trường tích cú, thiếu hẳn sự sáng tạo. Cho con đi du học, người dân muốn con em họ tránh xa nền giáo dục nguy hiểm này. Từ khi giành được chính quyền đến nay, ông Hồ Chí Minh đã tung ra khẩu hiệu vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Nhưng sau chưa đầy 100 năm, Đảng đã phá nát rừng tự nhiên, khiến năm nào người dân cũng phải chịu cảnh thiên tai lũ lụt thảm khốc. Sự nghiệp trồng người thì như một bãi rác vậy. Ngay cả quan chức của Đảng cũng cố gắng tham ô thật nhiều tiền để đưa con cháu mình đi du học ở nước ngoài, tránh xa những giáo dục bệ rạc do Đảng nặn ra. 100 năm trồng người là một thất bại ê chề của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin 100 năm trồng người theo lời Bác, giáo dục như bãi rác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de